Lấy chồng điên. Tác giả Nguyễn Phương Linh. Tập 1. Phạm Quỳnh Lam, năm nay vừa tròn 16 tuổi, với cô có một em trai nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cuộc sống nơi đồng quê yên bình cứ trôi qua như vậy, cho đến một ngày. 10 năm trước, mẹ Lam đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan, dự kiến trong năm nay, sau khi kết thúc hợp đồng, sẽ trở về nước với chồng con. Ba của Lam tên Phạm Văn Tuân, theo mọi người nhận xét, là một người đàn ông chân chất hiền lành. Hằng ngày ông sẽ đi xe chở máy nổ bỏng lên thị trấn từ sáng sớm, tới tối lại về nhà sau khi kết thúc công việc nổ bỏng gạo thuê và bán hàng. Mặc dù vợ đi xuất khẩu lao động có tiền gửi về, nhưng ông Tuân không dám tiêu xài hoang phí, thậm chí ăn uống có phần hơi hà tiện. Thường thì một tuần sẽ cho các con ăn một bữa thịt, còn lại đều cho ăn rau, ăn đậu, cá khô sống qua ngày. Có lần Lam thấy khó hiểu nên đã hỏi ba. Sao một tuần ba chỉ cho tụi con ăn thịt có một bữa thôi vậy? Suốt ngày ăn đậu, ăn lạc với cá khô, con với thằng Hoàng chán lắm rồi. Mặt của Lam méo xệch đi, phụng phịu nũng nịu nói với ba. Ông Tuân nghe con gái thắc mắc, chỉ biết thở dài trách móc. Nhà mình còn nghèo nên ăn uống tiết kiệm một chút, mà ăn thịt nhiều dễ bị bệnh. Cứ ăn thanh đạm rau đậu cho cơ thể khỏe khoắn. Bà chăm lo cho hai chị em như vậy còn trách ba sao? Hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền về mà, ba cũng đi làm, nhà mình đâu có nghèo tới nỗi không có mua nổi thịt ăn đâu. Tiền mẹ con gửi về ba phải dành dụm để sau này làm việc lớn nên có cơm ăn không chết đói là may rồi, đừng có thắc mắc. Rồi ai lo tiền học, tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt nữa? Bây giờ lạm phát nhiều, tình hình kinh tế khó khăn, mẹ có con ở bên kia mận ăn cũng rất cực khổ. Phạm Quỳnh Lam biết là ba chuẩn bị nổi giận, nên chỉ biết gật đầu đồng ý, một câu phản bác cũng không có dám nói. Ông Tuân thường ngày rất dễ dãi, nhưng mỗi khi nổi giận sẽ rất hà khắc. Biết vậy, hai chị em của Lam không dám làm trái ý ba, sợ những đòn roi, những lời mắng chửi khi mẹ vắng nhà. Mang tiếng có mẹ đi nước ngoài, nhưng người đời đâu có biết cuộc sống của Lam và thằng Hoàng rất khổ sở, bị ba kiểm soát ngay cả việc ăn uống. Số tiền mà vợ gửi về, lúc đầu ông Tuân tính một nửa sẽ dành dụm tích góp mua đất trên thị trấn, một nửa còn lại đợi khi vợ về sẽ cùng nhau bàn bạc xây nhà mần ăn. Nhưng thời gian trôi qua, lòng người thay đổi. Thật không ngờ những lời hứa hẹn năm xưa đều đã theo gió bay. Từ ngày vợ đi nước ngoài, ông Tuân lên thị trấn nổ bỏng thuê, đã phải lòng một cô gái trẻ, dần dần dấn thân vào cái thứ tình cảm ngang trái không lối thoát. Tính cách từ đó cũng thay đổi, không còn là người chồng tảo tần, người cha chăm chỉ thương yêu con như ngày xưa. Tiền của vợ gửi về hàng tháng đều lén lút đem cho bồ nhí. Con cái thì bỏ bê, thậm chí tiền ăn của các con, ông ta cũng nhẫn tâm cắt bỏ. Thương cho người vợ khốn khổ ngày đêm lao động nơi xứ người, với giấc mộng đổi đời. Hận người chồng ngoại tình mà đem tiền nuôi hồ ly tinh, đến con cái cũng không màng tới. Hiện tại, cha con Lam sống trong căn nhà ngói cấp 4 ở dưới quê do ông bà nội để lại. Tuy có phần cũ kỹ, nhưng không gian lại khá rộng rãi, có nhiều cây cối nên rất thoáng mát. Ông Tuân mỗi sáng đều dậy sớm nấu cơm để lũ trẻ ăn cả ngày.
Chị em của Lam và Hoàng cứ vậy mà đùm bọc, bảo ban nhau trong lúc ba không có nhà. Hai đứa đều ngoan ngoãn, biết nghe lời, nên ba cũng bớt lo lắng, luôn yên tâm để hai con ở nhà lên thị trấn làm ăn và ở với bồ nhí mà không sợ bị ai phát hiện. Nhà có Phạm Quỳnh Lam ở sau cửa trại tâm thần. Ngày nào cũng vậy, cứ vào một khung giờ nhất định của mỗi buổi chiều, các bệnh nhân được ra khuôn viên trại để đi dạo. Mỗi lần như vậy, Lam và Hoàng đều ngồi cạnh hàng rào để nói chuyện với họ. Lâu dần trở thành cái thói quen khó bỏ. Lam cùng với Hoàng không có nhiều bạn, đơn giản vì xung quanh đây rất ít nhà dân sinh sống, chủ yếu là những cánh đồng cây cối. Hai chị em thấy nói chuyện với họ rất vui, tuổi còn nhỏ, cũng không có nghĩ ngợi quá xa xôi. Mấy năm nay đều là như vậy. Cứ chiều được nghỉ học, Lam và Hoàng lại lén lút ra cạnh hàng rào sau vườn để chơi. Người và kẻ điên không biết từ bao giờ đã trở thành bạn tốt, cười nói với nhau rất vui, vô tri tựa như đã quen biết từ rất lâu. Phải gần nửa năm nay, trại tâm thần không có bệnh nhân mới. Vừa thấy bóng dáng hiu quạnh của người mới là Lam nhận ra ngay. Cô ở đây bao nhiêu năm, người nào quen, người nào lạ, Lam đều biết hết. Tới nỗi mấy cô chú bác sĩ ở trong trại cũng phải khâm phục trước trí nhớ siêu phàm của cô gái nhỏ. Thấy bóng dáng người mới xuất hiện ngồi co ro ở một góc tách biệt với mọi người, Lam thấy rất thương. Cô chủ động đi lại, ngồi xuống cạnh hàng rào mà âm thầm quan sát. Người đàn ông tuy có gương mặt hơi lạnh lùng, nhưng lại có nước da trắng giống hệt con trai trên thành phố. Chỉ tiếc tóc mái hơi dài che đi nửa gương mặt, bộ râu lâu ngày không được cạo làm giảm bớt đi cái độ đẹp trai và trẻ trung. Điều này cũng khiến cho Lam không thể quan sát hết ngũ quan của người đó. Cô thấy người đàn ông mang dáng vẻ cô đơn, đôi mắt hờ hững thiếu sức sống, nhìn xuống nền cát mỏng ở dưới đất. Thỉnh thoảng, anh lại tiện tay vẽ vài nét lung tung, nhìn cũng ngô nghê lắm, đáng yêu. Lam nhí nhảnh cất giọng hỏi. Chú ơi, chú là bệnh nhân mới hả? Hôm nọ cháu ra đây chơi mà không có thấy chú. Người đàn ông nghe thấy giọng nói cô gái trẻ liền ngước mặt lên nhìn, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống tỏ vẻ không có quan tâm. Ánh mắt và bàn tay chỉ tập trung khua khua nghịch cái lớp cát mỏng. Thấy vậy, Lam lại buông lời nhắc nhở. Chú không có được chơi cát đâu, một lắc tay mà dơ sẽ bị mấy cô chú bác sĩ chửi đó. Người đàn ông vẫn nghịch ngợm, xem lời nói của Lam như gió bay. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy một bệnh nhân tâm thần có tính cách khó ưa như vậy. Lam vận dụng chiêu thức cũ mà mình vẫn thường sử dụng. Cô nghiêm mặt, ánh mắt sáng rực, có phần nghiêm khắc như người lớn, giọng điệu hơi hướng trách móc dọa nạt. Cháu cảnh báo rồi đó, chú không có nghe lời cảnh báo của cháu, một lát vô trong kia các bác sĩ đánh đòn đó. Nghe thấy lời cảnh báo của Lam, người đó dừng tay lại, phủi phủi mấy cái tỏ vẻ nghe lời. Cô mỉm cười hài lòng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đang nịnh nọt một đứa trẻ. Chú nhìn mọi người không phải đang chơi rất vui sao? Chú ra ngoài kia kìa, ngồi cạnh bụi hoa hồng, nghe em của cháu kể chuyện hài kìa, mọi người cười quá trời luôn đó. Không thích. Vậy chú thích nghe cái gì? Cháu kể cho chú nghe hay cháu hát cho chú nghe nghe? Đừng có làm phiền tôi, biến. Lam thấy sắc mặt người đàn ông thay đổi nên có phần hơi sợ sệt. Dù sao những người ở trại tâm thần đều có tâm lý rất bất ổn. Bình thường thì không sao, nhưng một khi lên cơn sẽ khó mà khống chế được hành động. Cô đã quen nên chủ động lùi lại phía sau mấy bước, cách hàng rào chắn bảo vệ một khoảng cách vừa đủ.
Nhà cháu ngay cạnh trại tâm thần đây nè. Sao cháu có thể biến đi đâu được chứ? Chú nhìn coi. Hồi trước đó, những người kia đều rất ghét chị em cháu. Vậy mà bây giờ, tụi cháu trở thành bạn tốt với nhau rồi. Chú và cháu nè, rồi cũng sẽ như vậy đó. Vì chúng ta đều là con người, nên xứng đáng được yêu thương. Cháu biết là chú khác thường ở trong thế giới của mọi người, nhưng mà chú lại bình thường trong thế giới của riêng chú. Lam hồ hởi cất giọng. Mẹ cháu cũng gửi về nhiều kẹo lắm để cháu chạy vào lấy cho chú nghe. Mà ba cháu cũng nổ nhiều bỗng ngô lắm. Chú đợi cháu một lát nghe. Cô chạy đi, Phi vào nhà lấy đồ rồi chạy ra nhanh như một cơn gió. Tay xách nách mang, Lam vui vẻ đưa cho người đàn ông trước mắt một ít kẹo và mấy cây bỗng. Lam tuy tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nụ cười hồn nhiên nhưng tâm hồn lại chất chứa vô vàn tâm sự. Chú cầm lấy mà ăn đi, chú phải ăn luôn đó, không lát nữa mấy cô chú bác sĩ mà thấy không có cho ăn đâu. Thấy sự nhiệt tình của Lam, người đàn ông trước mặt như gạt bỏ được sự rụt rè, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Cô ngồi xuống, dùng ánh mắt từ bi để đối diện với các bệnh nhân tâm thần. Lâu dần, Lam muốn tương lai sau này sẽ trở thành một bác sĩ để có thể cứu giúp và chăm sóc những bệnh nhân đặc biệt này. Chú tên là gì? Cháu quên không có giới thiệu. Cháu tên là Phạm Quỳnh Lam. Chú có thể gọi cháu là Lam, nhưng mà chúng ta có thể trở thành bạn tốt nếu chú muốn. Nghe thấy lời đối đáp của cô bé ngây thơ, người đàn ông trước mặt bỗng bật cười, ánh mắt sáng rực, không có mụ mị như lúc trước. Cô bé, xem ra đầu óc cũng không có được bình thường lắm đâu. Trên đời này làm gì có ai muốn làm bạn với một kẻ điên đâu. Cuối cùng chú cũng chịu mở lời nói chuyện với cháu rồi nè. Chú cười lên đẹp trai lắm đó, mặt cứ lầm lì như nãy nhìn ghê lắm. Đúng là đồ ngốc mà. Thì đồ ngốc mới nói chuyện được với chú đó. Chú tên gì? Không biết, không nhớ. Đó, bây giờ coi ai ngốc nè. Cháu là đồ ngốc thì chú là đại ngốc đó. Chú đừng có sợ cháu. Cháu và Hoàng đều là bạn tốt của mọi người trong trại tâm thần này nè. Nếu có điều gì không vui, chú cứ nói với cháu đi. Cháu sẽ tâm sự với chú. Cháu là bác sĩ sao? Tương lai cháu sẽ trở thành bác sĩ chữa trị cho chú nè. Kẹo này có độc không? Lam nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng trong mắt người đàn ông đó, biểu cảm của cô lại rất đáng yêu. Kẹo hơi bị xịn đó nghe. Chú không ăn thì trả đây đi. Không phải ai cháu cũng cho đâu. Chẳng qua thấy chú đẹp trai nên cháu mới cho đó. Để dành, khi nào đói sẽ ăn. Chú mới vào đây, cố gắng nghe lời bác sĩ, uống thuốc đầy đủ nè. Hy vọng chú sẽ sớm rời khỏi đây thôi. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều tốt đẹp. Bởi vì còn sống là tất cả hy vọng đó. Chú cố gắng lên nghe. Trẻ con, mày đặt dạy người lớn cách làm người lớn. Tuổi trẻ con, nhưng mà tính cách không có trẻ con nghe. Chú không thấy mấy bệnh nhân ở đây hả? Có ai thèm chơi với chú đâu. Có mỗi cháu chịu chơi với chú thôi đó. Thì mọi người cũng có thèm chơi với cháu đâu. Chú này, nói chuyện thiệt là cháu nghĩ là chú khỏi bệnh rồi đó. Bác sĩ nên cho chú xuất viện về nhà mới phải. Không thích đi đâu hết, nên đây mới là nhà. Lam nghe xong, chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười ngốc nghếch. Chỉ có đồ dở hơi như chú mới coi trại tâm thần là nhà thôi. Đối với cô, được nói chuyện với những con người đặc biệt như thế này khiến bản thân rất thoải mái. Sự cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang ở cùng sự hắt hủi vô tâm của ba cũng phần nào khiến cho Lam bị tổn thương. Thật ra, người đàn ông đang nói chuyện với Lam tên Đặng Trường An. Năm nay đã 28 tuổi, hiện tại đầu óc của anh ta rất bình thường. Tinh thần hiện tại có chút bất ổn do vừa mới trải qua một biến cố lớn. Trước đây, An từng làm bác sĩ tại một bệnh viện có tiếng trên thành phố. Vào khoảng đầu tháng trước, sau khi chứng kiến
cảnh em gái bị tai nạn, bản thân không thể cứu sống em gái kịp thời, nên đã hình thành những cảm xúc tiêu cực. Nay anh về quê nơi mình sinh ra, tự nguyện vào trại tâm thần để quên đi hiện thực phũ phàng. Cụ thể là muốn trốn tránh cuộc sống đầy dẫy những nỗi đau. Từ một người đàn ông sống hết mình với tuổi trẻ, cuồng nhiệt với thanh xuân, lại trở thành kẻ chán chường cuộc sống, đến tính mạng của bản thân cũng không còn tha thiết. Con người trong một phút giây ngắn ngủi mất đi mọi thứ, phải làm sao để vượt qua, đối diện hay trốn tránh. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn không thể thay đổi. Thời gian chỉ có thể chữa lành những vết thương ở ngoài da, còn vết thương ở trong lòng mãi mãi sẽ ở đó. Phạm Quỳnh Lam ngồi một mình giải bài tâm sự. Cuộc nói chuyện cũng không kéo dài quá lâu. Ba hồi chuông vang lên, các bệnh nhân tâm thần đã hết giờ ra sân chơi. Như một thói quen, mọi người cùng nhau xếp thành hàng, nghe theo lời chỉ dẫn của các bác sĩ, từng người di chuyển vào trong. Lam thiết nối vẫy tay tạm biệt người bạn mới. Hẹn chú mấy ngày sau mình gặp lại nha, chú phải chăm chỉ uống thuốc vô đó. Đặng Trường An chỉ gượng cười gật đầu, thiết nghĩ cô bé này cũng có tính cách rất chân thành. Sống ở đời 28 năm, anh thật sự chưa thấy ai đối xử với người tâm thần dịu dàng như vậy. Giữa tính cách và cảm xúc khi nói chuyện với nhau, tuy có sự khác biệt nhưng lại không có cảm giác xa cách. Lúc đầu, Đặng Trường An cũng không muốn nói chuyện với Lam. Anh vào đây để tìm sự bình yên, tự coi mình là kẻ điên để quên đi những cái chuyện đau lòng đã xảy ra. Nhưng không ngờ đã bị cô nàng ngây thơ cướp mất hồn lúc nào không hay. Cuối cùng, đành hùa mình đóng vai là một gã tâm thần thực thụ. Sống trong trại tâm thần với những con người không được bình thường, vô lo, vô nghĩ, An thấy như vậy cũng tốt, có khi đó lại là liều thuốc chữa được vết thương lòng. Anh quen Lam, một cô bé có giọng nói trong trẻo, đôi mắt ngây thơ, nhưng hiểu chuyện giống em gái đã qua đời của anh. Điều này làm cho An nghĩ ngợi rất nhiều. Con người khi đã chấp nhận, nếu giữ và mang trong lòng một chấp niệm, sẽ khó buông bỏ. Cho dù có phải sống trong hiện thực hư ảo do mình tạo nên, Đặng Trường An cũng chấp nhận. Ròng rã suốt năm tháng trời, cứ một tuần hai lần, Lam lại ra chỗ ngồi cũ bên cạnh hàng rào để tâm sự với chú An. Mặc dù ở hiện tại, Lam vẫn chưa thể biết được tên bạn đặc biệt này, nhưng cô cảm thấy rất vui mỗi khi được nói chuyện. Bình thường toàn là Lam tự độc thoại, Trường An nói rất ít, thỉnh thoảng phải hiếm lắm mới mở miệng trả lời được một câu. Những bệnh nhân tâm thần mà Lam tiếp xúc trước đó, họ sẽ nói rất nhiều, thậm chí nói không ngừng nghỉ. Vậy mà ở chú An, cô hoàn toàn thấy sự khác biệt. Hôm nay, sau gần 2 tuần bận bịu chuyện học hành, Lam mới có thời gian ra chơi với các bệnh nhân trong trại tâm thần. Cô ngồi xuống cạnh hàng rào, còn Hoàng vẫn mải mê cùng đám người kể cho nhau nghe những câu chuyện cười vô tri. Đây là lần đầu tiên Trường An thấy Lam không cười, vẻ mặt cũng không còn tươi vui trong sáng như hồi đầu. Như thường lệ, Lam sẽ chủ động bắt chuyện trước, nhưng lần này chính anh là người làm điều đó. Lam: Đây là lần đầu tiên cháu thấy chú gọi tên cháu đó. Cháu còn tưởng chú không có nhớ tên cháu nữa. Bình thường mấy người kia không có bao giờ chịu nhớ tên cháu đâu. Họ chỉ thích và nhớ tên Hoàng thôi. Sao 2 tuần nay không có ra đi chơi? Bận đi học à? Đặng Trường An hỏi chuyện giống hệt người bình thường. Giống dĩ anh đâu có điên. Chẳng qua là người ngoài không hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng có anh, nên mới hiểu xa về việc anh vào trại tâm thần. Lam ngây thơ nên cũng thành thật thú nhận, không có ý muốn giấu giếm. Không, cháu bị ba đánh
đau chân quá nên không có muốn ra đây chơi. Hai tuần nay đi học về là chỉ muốn leo lên giường nằm thôi. Đặng Trường An hơi ngạc nhiên. Anh thể hiện cái nét mặt ngờ nghịch để che đi sự tỉnh táo vốn có. Trẻ con cũng bị ăn đòn nữa hả? Câu nói ngốc nghếch này làm cho Lam phát bực bội. Cô nhìn chú An bằng ánh mắt trách móc. Chú này thiệt là người nào mà không ăn đòn bị đánh là chuyện bình thường mà. Như vậy ở đây bác sĩ có đánh chú không? Hư là sẽ bị đánh đó. Thì cháu hư nên cũng bị ăn đánh thôi. Chúng ta giống nhau hả? Không, cháu là một người bình thường, còn chú bị dở hơi, sao giống nhau được? Dở hơi là gì? Trời ơi, dở hơi, giờ giải thích thì tới ngày mai chú cũng có hiểu được đâu. Chú cố gắng uống thuốc cho khỏi bệnh thì mới hiểu được. Bị đánh có đau không? Lam bực dọc, lấy một viên sỏi dưới đất, cô đưa lên cao, dùng hết sức ném mạnh về phía Đặng Trường An, bộp một cái. Trường An ôm đầu, nét mặt nhăn nheo, thể hiện một chút đau đớn. Đó, chú có thấy đau không? An trả lời tỉnh bơ như muốn chọc tức Lam. Không có đau. Giỡn hoài, bị ném vậy mà không đau, đúng là đồ ngốc mà. Bị đánh đòn còn đau hơn vậy nhiều nữa. Chừng nào chú thấy đau, chú mới được ra khỏi trại tâm thần này đó. Không có muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong đây thôi, ở đây vui. Ở đây mà vui cái nỗi gì? Ở trại tâm thần không khác gì đi tù, suốt ngày bị giam lỏng, kiểm soát. Cuộc sống bên ngoài tự do tự tại, chú muốn ngắm nhìn nó làm sao? Thiệt tình hả? Không. Mà năm tháng trôi qua rồi, cháu vẫn chưa có được biết tên chú đó. Không lẽ tới tên của mình chú cũng không biết sao? Hai chú không có nhớ? Tên An, Đặng Trường An. Hóa ra là tên An, tên hay đó. Thật ra trước mặt Lam và các bác sĩ trong trại tâm thần, An luôn thể hiện mình giống như một kẻ điên, không có muốn bon chen hiểu chuyện. Cả đời thử sống với một khoảng thời gian không có gánh trên vai hai chữ trách nhiệm. Bạn của Đặng Trường An làm bác sĩ ở trại tâm thần nên việc anh qua mặt mọi người cũng rất dễ dàng. Hằng ngày không có bắt buộc phải uống thuốc hay bị trói chân tay mỗi khi đi ngủ. Tối nay, khi đang bận nghĩ ngợi với những kế hoạch trong tương lai, bạn thân của An tới thăm. Phòng bệnh tách biệt với những bệnh nhân khác, nên An có không gian riêng tư, không có bị làm phiền, tự do tự tại, thích cái gì cũng được. Tuy nơi đây chỉ là trại tâm thần nhỏ của xã, nhưng số tiền một tháng An phải chi trả cũng rất cao. Quốc Hưng tự nhiên ngồi xuống ghế, tiện tay cầm cái quả táo ở trên bàn đưa lên miệng cắn một cách ngon lành. Đặng Trường An dừng lại việc suy nghĩ, anh đưa mắt có phần khó hiểu nhìn về phía bạn thân. Tối rồi, mày chưa có về à? Tan làm rồi, phải về chứ, nhưng mà tao phải vào kiểm tra xem bệnh nhân của tao uống thuốc chưa. Ý của mày đang nói tao đó hả? Ừ, đúng rồi. Thằng điên, tao bị sao đâu mà phải uống thuốc. Bệnh mày nặng lắm rồi đó, dám chửi bác sĩ là thằng điên nữa. Nè nè nè, mày có tin tao đánh mày một trận ngay tại đây không? Mày không sợ tao sai bỏ về trói chân mày lại hay sao? Cho mày tiền mày cũng không có dám đó. Dám thách tao hả? Hưng thích thú khi cảm thấy những lời trêu chọc của mình có tác dụng đối với bản thân. Sau một hồi chọc ghẹo, cuối cùng Hưng cũng nghiêm túc hỏi chuyện. Sao rồi? Mà mày định thế nào? Nửa năm trôi qua rồi đó, cứ ở trong đây mãi hay sao? Mày mà ở đây lâu, lúc đầu không bị điên, sau này không khéo lại bị điên thiệt đó. Đặng Trường An thở dài, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Sau một hồi nghĩ ngợi mới trả lời. Tao cũng không biết nữa, tạm thời cứ ở đây cái đã. Rồi mày không có định về lại thành phố làm bác sĩ à? Không, tao sẽ không có làm bác sĩ nữa. Tao sẽ ở lại quê,
làm nông nghiệp và kinh doanh trang trại, chăn nuôi của gia đình đó. Cuộc sống ở thành phố quá xô bồ và nhiều nỗi đau. Ta không có muốn lên đó rồi lại nghĩ về quãng thời gian tồi tệ đó nữa. Mày là niềm tự hào của cả dòng họ. Giờ mày từ bỏ như vậy sẽ thất vọng lắm. Thất vọng thì đã sao nào? Tao chỉ cần người thân ở trong gia đình ủng hộ và đồng ý thôi. Chính tao hiện tại còn không dám đối diện với chính mình nữa. Cứu được người khác, nhưng lại không cứu được người của mình yêu thương. Vậy làm bác sĩ còn ý nghĩa gì nữa? Ngày mai vẫn tới, mình vẫn cần phải sống. Tao luôn ủng hộ mày. Hôm trước, ba và mẹ kế của mày có đến gặp tao để hỏi thăm bệnh tình. Họ muốn đưa mày lên thành phố chữa trị, nhưng biết hai tụi mình là bạn thân, nên sau một hồi nghe tao khuyên nhủ, mới quyết định cho mày ở lại đây đó. Ừ, rồi mày nói sao? Thì nói giống hệt như lời mày đã dặn tao. Công nhận ngang, họ bị nắm tóp, thao túng tâm lý ngay. Chắc bà ta nghĩ tao là bị điên thiệt, nên chắc đang hả hê lắm. Mày định tính sao bây giờ đó? Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính. Nhưng mà cơ ngơi của gia đình tao không có thể để người ngoài cướp đi được. Còn chưa kể, tại con trai của bà ta chở em gái của tao đi chơi nên mới gặp tai nạn mà qua đời. Mối thù này tao còn chưa có thèm tính tới. Ok, mày cứ yên tâm đi. Còn thằng bạn nối khố như tao nè, mày cần gì tao sẽ giúp. Nhắc tới mẹ kế, Đặng Trường An không ngừng biểu hiện thái độ gay gắt. Người đàn bà hồ ly tinh ngang nhiên bước chân vào gia đình anh. Sau khi mẹ An qua đời do bạo bệnh, bà ta liền lợi dụng sơ hở quyến rũ ba anh. Từ một con ở, một bước thành bà chủ. Giấc mơ đổi đời cũng từ đó mà trở thành hiện thực. Nhìn thấy một đống bắp nổ ngon mắt ở trên bàn, Hưng tiện tay cầm lên ăn. Thấy tâm trạng của bạn hơi tiêu cực, anh cũng nhanh chóng đổi chủ đề để không khí bớt căng thẳng. Hưng hỏi, bắp nổ với lại kẹo ở đâu mà nhiều vậy? Cái con bé ở sau cửa trại tâm thần nó cho đó. Ý của mày là con Lam với thằng Hoàng đúng không? Ừ, đúng rồi. Hai đứa nhóc đó là bạn thân của các bệnh nhân ở đây đó. Đừng có nói với tao là mày thành bạn thân của tụi nó rồi nghe. Điên, chơi bời gì với lũ trẻ con. Hàng ngày đóng giả làm kẻ điên đã mệt mỏi lắm rồi. Tuy nhiên cũng thấy vui vui. Tao thấy dễ thương mà. Đặc biệt cô bé Lam đó siêu tốt tính luôn. Tuần nào cũng đem ra một đống bắp nổ cho bảo vệ và các bác sĩ ở trong trại. Nó biết mày không? Không, chắc không có biết đâu. Chỉ nghe đồng nghiệp nữ kể thôi, chứ tao chưa có gặp và tiếp xúc bao giờ. Con nhóc đó năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói nó tròn 16 tuổi, mẹ đi xuất khẩu lao động, tính tự lập từ nhỏ cho nên nói chuyện người lớn lắm, rất hiểu chuyện. Nhờ hai chị em nói chuyện với các bệnh nhân tâm thần mà bệnh tình của họ tiến triển lắm. Ở trong trại, từ bệnh nhân tới bác sĩ, ai cũng biết hai chị em của nó. Mày cũng biết rồi đó, bị tâm thần không ai dám chơi, chứ đừng có nói tới cái việc dám tới gần mà kết thân nữa. Vậy mà cũng có người thích họ đó. Đến người lạnh lùng khó tính như Đặng Trường An cũng phải đồng tình trước những lời khen ngợi mà Hưng dành cho chị em Lâm. Cứ vậy, Hưng và An cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng lại nói tới chuyện của tương lai. Ở một nơi khác, khi bóng tối bao trùm xung quanh căn nhà vườn mái thái, mặt trăng đã lên cao sáng rực một góc trời. Đỗ Mai Linh trầm ngâm nhìn chồng, trong lòng chất chứa vô vàn tâm sự, sau cùng vẫn không thể giữ ở trong lòng. Bà ta thở dài bắt đầu kể lể. Mới đó đã 5 tháng trôi qua rồi, tình hình bệnh của thằng An vẫn không có tiến triển, anh định tính sao? Giờ biết tính sao hả? Chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi. Con trai anh không có thể trở thành một thằng điên vì tâm thần được. Nó là cháu đích tôn, là niềm tự hào của dòng họ. Khôi ngô thông minh tuấn tú như vậy, cả cuộc đời không thể bị chôn vùi trong trại tâm thần được. Em yên tâm đi, con của anh mạnh mẽ lắm. Nó nhất định sẽ vượt qua cú sốc tinh thần này. Anh đã mất đi đứa con gái duy nhất. Anh không thể để mất đi máu mủ cuối cùng của mình.
Hay em xin con trai cho anh nghe. Không được. Dòng họ và mẹ anh không có chấp nhận thêm đứa cháu nào khác đâu. Em nên an phận sống cuộc đời như hiện tại đi. Anh đã cho em một danh phận rồi. Em nên biết điểm dừng. Em quản đứa con trai của mình tốt vô. Đừng có quên, con gái anh chết là vì ai. Nếu như con nảy tình em là vợ của anh, thằng An không khéo đã giết chết cái thằng Quân rồi. Em và con trai của em cả đời này phải sống để trả nợ gia đình anh. Nói xong, ông Đặng Trường Quốc lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi. Ông chủ động đi vào trong phòng nghỉ ngơi, bỏ mặc vợ ở ngoài trời với những suy nghĩ mông lung. Bà Linh đứng chết lặng với những câu nói như nhát dao cứa vào tim, thâm thúy và cay độc đến vậy. Nhưng vì tiền tài, địa vị và cuộc sống giàu sang, bà ta có thể nhẫn nhịn, đôi tay nắm chặt vạt áo để lộ ra những đường gân xanh, hơi thở gấp gáp nhằm che giấu đi cơn tức giận, phẫn nộ ở trong lòng. Tôi sẽ hủy hoại con trai của anh, Đặng Trường Quốc. Đối với tôi, tình yêu là thứ dễ dàng từ bỏ nhất trên đời này. Cuối cùng, anh và gia đình anh vẫn coi tôi là con ở, là một người phụ nữ thay thế, có danh nhưng không có phận. Đỗ Mai Linh ngó xung quanh, thấy không gian yên tĩnh, không có sự xuất hiện của người lạ, bà ta mới yên tâm bàn mưu tính kế. Bà Linh di chuyển tới một góc khuất, vội vàng lấy cái điện thoại di động ở trong túi. Sau một hồi tìm kiếm danh bạ, cuối cùng cũng thấy số điện thoại cần liên hệ. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, cuối cùng ấn nút để bí mật liên lạc với một người. Đầu dây bên kia vang lên giai điệu của nhạc chờ. Cuối cùng đối phương cũng chịu nghe máy. Nụ cười toan tính hiện ra, nét mặt của quỷ dữ hiện nguyên hình. Alo, em nghe đây. Chỉ cần em giúp chị một việc. Chuyện gì? Phóng hỏa trại tâm thần nơi thằng An đang điều trị. Chị Linh, chị nói thiệt hay nói đùa vậy? Chuyện này không có đơn giản đâu à nghe. Chị có mỗi mình em là em trai, nay thấy chị cùng đường lạc lối, không lẽ em không giúp chị? Nhưng mà chị em phải đùm bọc lẫn nhau chứ. Nhưng mà chuyện này liên quan tới mạng người đó. Nếu không thể loại bỏ được thằng ranh đó, chị mãi mãi không thể danh chánh ngôn thuận bước chân vào gia đình hào môn. Suốt những năm tháng qua, em biết chị sống khổ sở như thế nào mà. Mỗi sáng tỉnh giấc, mở mắt ra là phải sống dựa vào sắc mặt của người khác. Chị thật sự rất là mệt mỏi. Hai anh chị kết hôn cũng lâu rồi mà, danh chánh ngôn thuận vậy rồi còn gì nữa. Không lẽ tài sản nhà đó chị không có được hưởng chút nào sao? Không, bề ngoài là vậy, nhưng bên trong thì không. Hơn nữa, thằng An bây giờ không khác gì một cái gai trong mắt của chị. Từ lúc nó từ thành phố trở về quê, rồi phải vào trại tâm thần, mọi chuyện kinh doanh tiền bạc đất đai, chồng chị đều tính toán quản lý hết. Phức tạp thiệt đó. Đúng là nhà giàu có đầu óc kinh khủng thiệt. Em không nghĩ con riêng của chồng chị lại khốn nạn như vậy. Mà cũng đúng thôi, dù sao nó cũng không có thể chấp nhận cái việc mà một người giúp việc làm mẹ của nó. Chuyện em gái thằng An vì đi với con trai của chị mà xảy ra tai nạn dẫn tới tử vong, nó hận mẹ con chị còn không hết, khát máu tanh lòng mà. Nhân lúc nó đang ở trong trại tâm thần không có cảnh giác, chị em mình khử nó luôn đi. Chị của em, mạng người đó chị ơi, không có phải mạng con ruồi con muỗi mà dễ dàng xử lý đâu. Bây giờ chị phải làm sao? Chị không có thể chịu đựng được nữa rồi. Trước mắt chị cứ đợi tình hình xem sao thế nào cái đã. Đợi vài ngày nữa, chị em mình bàn bạc rồi tính toán kỹ lưỡng. Em cũng đâu có ưa cái thằng chó đó đâu. Cái mặt lúc nào cũng có tệ vẻ thanh cao giống hệt cái thằng cha của nó. Em từng có gặp thằng An rồi à? Cái đợt trước em lên bệnh viện thành phố khám dạ dày, thấy nó làm bác sĩ ở trên đó. Em chạy lại nhờ nó giúp đỡ. Ai dè nó bơ em luôn à. Mẹ cha nó chứ. Ông đây thèm. Tính cách nó xưa nay là vậy đó. Mỗi lần nó về nhà, nhìn mặt nó là hết muốn ăn à. Chuyện này chị em mình cứ để như vậy đi. Khi nào rảnh chị sẽ gọi.
Ok chị. À, chị cứ yên tâm đi. Em là em của chị mà. Em không giúp chị thì ai giúp? Đi tù vài lần nên có kinh nghiệm rồi, đúng không? Chị cứ nói vậy hoài à. Được tiếng nhưng không có miếng. Thôi, đừng có diễn kịch nữa. Những cái trò bỉ ổi khốn nạn nhất của cuộc đời em đều thử qua hết rồi. Không có gì làm khó được cái thằng Thành khỉ này đâu. Vừa mới ra tù được mấy tháng, em sống tử tế cho chị. Chị vẫn gửi tiền cho xài đó, nhưng mà cũng phải kiếm việc làm đi. Đợi thời cơ chín mùi, khi chị và thằng Quân cướp hết gia sản của nhà họ Đặng, tới lúc đó em cũng không cần phải lo nghĩ hay lang thang ngoài đường đâu. Tạm thời cứ ở căn nhà trọ cũ ở làng bên, chị sẽ cố tìm một nơi tốt hơn cho em. Thôi đi, em sống ở căn trọ đó là được rồi, chỉ cần nơi che nắng che mưa thôi, tìm nơi tốt hơn làm gì cho tốn tiền. Em yên tâm, mấy nữa nhà chị tuyển người làm, chị sẽ nhân cơ hội này để cho em vào làm việc. Không ai biết chị có em trai, nên em không cần phải lo sẽ có người phát hiện đâu. Ok chị yêu, vậy em cúp máy nghe. Bà Linh cúp máy, trong lòng trằn trọc nhiều suy nghĩ. Từ sau cái vụ tai nạn, không khí của gia đình nhà họ Đặng căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người ở bên nhà chồng ai cũng ghét bỏ Quân, con riêng của bà Linh. Họ cho rằng Đặng Hồng Liên gặp tai nạn dẫn đến tử vong là do bị hãm hại. Rõ ràng, hôm xảy ra tai nạn, hai người cùng đi trên một chiếc xe máy, trong khi Quân cầm lái chỉ bị thương nhẹ, còn Liên ngồi sau lại bị cuốn vào gầm xe tải, sau đó bị cán tới chết. Hiện tại chỉ cần thằng con trai duy nhất của chồng chết đi, bà Linh căn bản sẽ có được tiếng nói trong gia đình. Thứ nhất, bà ta có thể được dòng họ và mẹ chồng cho phép mang thai và sinh con. Thứ hai, thằng Quân con riêng sẽ được ông chồng Đặng Trường Quốc quý mến mà coi như con ruột. Có thể trong một tương lai gần, từ trang trại chăn nuôi đến miệt vườn ao cá lại giao hết cho con riêng của vợ. Từ một con hầu bước chân vào làm dâu Hào gia, căn bản Đỗ Mai Linh không phải hạng phụ nữ bình thường. Đầu óc tính toán vô cùng thông minh, nhạy bén. Ngay cả ông Đặng Trường Quốc sáng suốt như vậy cũng không thoát khỏi cái lưới tình xảo trá mà bà ta đã dựng lên. Thời gian ở trong trại tâm thần đối với Đặng Trường An mà nói không khác gì một trải nghiệm nên thử. Ở đây anh được tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Suy cho cùng, dù có đau đớn mệt mỏi đến thế nào, Trường An vẫn muốn vực dậy tinh thần để chiến đấu với cuộc đời. Ngoài người bạn thân làm bác sĩ, anh còn có cô bé Quỳnh Lam hay bầu bạn nói chuyện. Tuổi thơ nhưng ý chí không nhỏ, luôn mạnh mẽ đưa ra nhiều lời khuyên chí mạng. Thỉnh thoảng, An cũng tự nhìn lại bản thân, nhận thấy mình đã thay đổi khá nhiều. Từ ngoại hình tới tính cách, dường như đã khác xa một trời một vực. Em gái mất, nỗi đau ám ảnh trong cả giấc mơ. Năm tháng này, chưa có một giấc ngủ nào mà anh cảm thấy được yên bình. Mất mẹ từ nhỏ, khi trưởng thành lại mất đi em gái. May mắn Đặng Trường An được ba yêu thương hết mực, nên cũng phần nào được an ủi. Mặc dù ba anh đã lấy vợ hai, nhưng nhất quyết không có sinh thêm con, luôn dành cho An vị trí trưởng nam trong nhà. Sau này, mọi gia sản của gia đình, ông Quốc hứa sẽ giao lại toàn bộ cho con trai duy nhất mà mình yêu thương. Trong nhà, khi nói đến hai chữ địa vị, căn bản vợ hai như bà Linh không có cửa để ngồi chung mâm ngang hàng với con chồng. Trong mắt Đặng Trường An, mẹ kế vẫn luôn là người hầu của nhà anh. Mấy ngày nay, ông Tuân phát hiện chuyện Lam và Hoàng chơi với các bệnh nhân tâm thần. Ông rất tức giận, không ngừng buông lời mắng nhiếc chửi bới. Lam vì bảo vệ em trai nên nhận hết tội lỗi về mình. Hôm nay tới bữa cơm có thịt, hai chị em cũng không còn cảm giác ngon miệng khi nghe những lời chửi bới. Sau khi xịt một hơi thuốc lào ở ngoài hiên, ông Tuân hùng hổ đi vào,
miệng không ngừng thốt ra những câu nói có phần quá đáng. Mẹ tụi mày, ngu như con chó gì đó. Lớn đầu rồi mà ngu và không biết cái gì hết trơn hết trọi à. Chơi với người thường còn không ăn ai, nay lại rủ nhau đi chơi với một lũ điên. Dù sao họ cũng là con người mà, không ai đáng để bị khinh khi đâu, miệt thị như vậy đó. Làm gì có ai sinh ra được chọn lựa số phận như cuộc đời đâu ba. Mày là cố cãi nữa hả? Tao không hiểu sao tao lại đẻ ra được cái giống ngu như mày hả? Vừa nói, ông Tuân vừa dí tay ấn vào trán Lam để chì chiết con gái. Lam tính tình lại bồng bột ngang bướng, nhất quyết không nhận sai. Cô gân cổ cãi lại, kết quả nhận lại bằng một cái tát trời giáng. Ông Tuân mặt nghiêm quát lớn. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là quỳ xuống nhận lỗi tao tha cho. Hai là chịu ăn roi mày. Con không có sai. Thấy con gái ngang bướng, người cha lại nhẫn tâm dùng đòn roi để dạy bảo. Hai bên mông của Lam đã sớm in hằn những cái lằn roi mây. Hoàng thương cho chị nhưng không biết phải làm sao, chỉ đứng một góc khóc lóc cầu xin cha. Từ hồi có bồ nhí, ông Tuân tính tình thay đổi. Bình thường thì không có sao, nhưng cứ hễ con cái làm cái chuyện gì không vừa mắt lại lôi ra đánh. Lâu dần, hai chị em cũng quen, nửa câu cũng không có dám gọi điện mét cho mẹ. Thật sự, hai đứa trẻ rất nhớ ba Tuân của ngày xưa lắm chứ không như ba Tuân bây giờ. Hồi xưa, ông dịu dàng và ân cần với các con lắm. Đánh xong, ông Tuân bực dọc ném cây roi mây ra một góc, vừa nhìn thằng Hoàng vừa lớn tiếng quát mắng. Mày có cầm mẹ cái miệng này vào không hả thằng kia? Con trai mà khóc lóc như loại đàn bà vậy đó. Mẹ tụi mày, cha đã đi làm về đau hết cái đầu, rồi lại còn tốt nhất chết hết mẹ mày đi cho nó rảnh nợ. Từ ngày mai, tao thấy con nào thằng nào bén mảng ra hàng rào cạnh cái trại tâm thần, tao chặt chân. Tháng sau mẹ mày về rồi đó, tao xây bờ tường cho khỏi ra đó chơi. Còn với cái, không để đau hết cái ngu. Lam hiểu chuyện nên không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đưa em trai vào buồng rồi đóng cửa. Theo dự tính ban đầu thì tháng sau mẹ Lam sẽ từ Đài Loan bay về Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng lao động. Nghĩ tới chuyện đó, hai chị em cảm thấy rất vui sướng, cũng từ đó mà cố gắng chịu đựng cha cho đến khi mẹ về. Từ hôm bị cha đánh đến nay cũng được 3 tuần. Hoàng và Lam sợ không có dám ra đứng ở hàng rào gần trại tâm thần. Buổi chiều nếu không đi học, hai chị em chỉ quanh quẩn ở trong nhà, thỉnh thoảng lại rủ nhau ra ngoài vườn trồng rau, đào khoai ăn. Hôm nay, nhân lúc ba đi làm không có nhà, Lam và Hoàng lại quyết định ra đằng sau cửa trại tâm thần để chơi. Vẫn như thường lệ, Hoàng cùng với đám người tụ tập vào một góc để kể chuyện ma, chuyện hài. Còn Lam thì sang một góc khác để nói chuyện với chú An. Lâu ngày không gặp, khi gặp lại có chút ngại ngùng. Đặng Trường An vẫn giữ nguyên nét ban đầu, tóc không thèm cắt, râu không thèm cạo, nhìn không có một chút gì gọi là phong độ. Thấy người mình thích ở trước mặt, Phạm Quỳnh Lam liền mỉm cười theo phản xạ, chất giọng thánh thót như quả mi giang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh mà Đặng Trường An đang muốn hướng tới. Chú An! Ủa, Lam hả? Cháu ra chơi nè, chú có nhớ cháu không? Không, nhớ Nhung cái gì? Mấy tuần qua bận việc nên cháu không có ra chơi được. Đặng Trường An đưa mắt nhìn Lam, sau đó ánh mắt liền di chuyển sang hướng khác, khóe miệng mấp máy, bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh cười rồi hỏi. Bận học hả? Lam nét mặt trầm tư, giọng dịu xuống rồi bộc bạch. Dạ, cháu bận học. Ráng học cho giỏi ngang, sau này đỡ khổ. Có mấy tuần không có gặp thôi mà cháu thấy chú có sức sống hơn rồi nè. Chú cũng ở đây được nửa năm rồi ha, sắp được ra khỏi trại chưa? Cũng biết nữa. Cháu thấy chú ổn rồi mà, so với những ngày đầu, bây giờ chú nói chuyện giống như người bình thường rồi đó. Cháu không có hiểu được đâu.
Gia đình chú không có đến đón chú hả? Ba mẹ chú không có cho chú về nhà sao? Mẹ mất rồi, em gái cũng mất. Chú chỉ còn có cha thôi. Xuất thân từ gia đình bất hạnh khi mất mẹ, mất em, nỗi đau cuộc đời cay đắng, tình yêu. Hiện tại Đặng Trường An giống như đang sống trong một thế giới không có ánh sáng. Lam nghe xong chỉ biết thở dài đầy thương xót. Chắc trong quá khứ chú phải trải qua một cú sốc kinh khủng lắm ha. Nhìn chú là cháu biết mà, lúc nào cũng buồn nè. Cháu thấy rất thương chú. Đặng Trường An hơi bất ngờ khi nghe Lam nói. Anh tránh né, cố gắng tạo ra một khoảng cách nhất định để hai người không nảy sinh ra những tư tưởng lệch lạc đi quá giới hạn. An biết cô bé Lam rất tốt, ngây thơ, bởi vậy anh không muốn giấy bẩn lên tâm hồn trong sáng đó. Chú An im lặng, Lam từ tốn. Hy vọng sau này tình yêu của một ai đó sẽ chữa lành những vết thương trong lòng chú. Lam tin vào tình yêu à? Mới có 16 tuổi mà đã nghĩ tới chuyện yêu đương rồi. Cháu tin tình yêu là có thật, nhưng không có tin là mình có được. Ước gì cháu cũng như chú và các bệnh nhân trong trại tâm thần này nè, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, cứ ở trong đây được bác sĩ chăm sóc, thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, cười khóc cũng không ai thèm quan tâm. Nếu được như vậy thì tốt biết mấy. Chú năm nay 28 tuổi, không có tiền, không có định hướng tương lai gì hết. Hiện tại chú là gánh nặng của gia đình chú. Nửa năm nay chỉ giam mình trong trại tâm thần, không có cần ai đếm xỉa, không vui không buồn, không có tha thiết một cái thứ gì, đến bản thân cũng không có muốn buông bỏ. Cháu còn muốn trở thành một con người vô dụng như chú không? Chưa bao giờ Lam thấy chú An nói chuyện nghiêm túc như thế này. Ánh mắt chất chứa vô vàn tâm sự khó nói. Mọi lời nói ra đều mang sức nặng của hai chữ tâm lý. Phạm Quỳnh Lam lặng đi một hồi, ánh mắt nhìn xuống đất như cảm nhận được một phần nỗi đau trong lời nói của chú An. Sau cùng, vẫn phải cất giọng hỏi. Làm người lớn có phải rất mệt mỏi, đúng không chú? Sau này lớn cháu sẽ hiểu thôi. Bên trong thân xác to lớn của chúng ta luôn chứa đựng một đứa trẻ cần được chữa lành. Lam giơ tay chỉ về hướng cổ tay trái của chú An, đôi mắt ngấn lệ như vấn vương một nỗi niềm cảm thông. Thật sự cô bé này rất hiểu chuyện, ngay cả bản thân Đặng Trường An nhiều lúc cũng phải công nhận về tư duy tinh tế của cô bé. Lam chăm chú nhìn chú An, sau đó liền chu mỏ mà hỏi. Cháu thấy cái vết sẹo ở cổ tay của chú từ lần đầu tiên gặp mặt. Ừ, tinh mắt thiệt đó. Nó có phải là nguyên nhân khiến chú phải vào trong này không? Ừ, một phần cũng đúng, một phần cũng sai. Cháu còn trẻ con lắm, không có hiểu được đâu. Chú đã cắt cổ tay của mình hả? Đó thực sự không có phải là một tai nạn chứ? Làm. Câu hỏi bất ngờ làm An sững lại vài giây. Sau cùng, vẫn dùng cái giọng điệu né tránh để nói chuyện. Giọng điệu có đôi chút nghiêm khắc. Không có đâu. Cháu từng xem trên tivi rồi. Người ta nói cắt cổ tay là muốn tự tử, không có muốn sống nữa. Chắc hẳn những ngày tháng qua chú rất mệt mỏi, đúng không? Những lời nói của Lam thật sự giống như một hồi chuông đánh vào tiềm thức của An. Anh không thể ngờ sẽ có một ngày bí mật của mình lại bị người khác nhìn ra một cách thấu đáo như vậy. Quả thật, nửa năm trước, sau khi em gái mất, Đặng Trường An đã sống trong khoảng thời gian bị trầm cảm. Anh bỏ bê công việc, cuộc sống và tất cả mọi thứ trên đời này anh đều bỏ hết. Cuối cùng, vì dằn vặt mà lấy dao tem cắt cổ tay tự tử. Lúc đó, cuộc đời vẫn chưa bỏ rơi anh, nên mạng sống vẫn còn giữ được. Sau khi trải qua chuyện kinh khủng đó, An nói chuyện với ba, anh quyết định về quê, vào trại tâm thần để dành thời gian tìm lại chính mình. Phạm Quỳnh Lam, rốt cuộc cháu có phải là đứa trẻ mới chỉ 16 tuổi hay không vậy? Đó, thì cháu là người lớn đó, hiểu chuyện hơn chú đó.
Người lớn toàn là nói dối thôi à. Rốt cuộc cháu đã trải qua những cái gì? Tại sao lại hiểu chuyện như vậy chứ? Cháu là cháu thôi, chú là chú. Hai chú cháu mình sẽ mãi mãi không có bao giờ hiểu được câu chuyện về cuộc đời của đối phương đâu. Con bé ngốc nghếch này, ở độ tuổi hiện tại của cháu, chỉ nên nghĩ tới việc ăn và học thôi. Lần sau nói chuyện với người lớn hay bất cứ ai đi nữa, cũng không có được tỏ ra hiểu chuyện như vậy, biết chưa? Sau này, cháu sẽ cưới một người thiệt là nhiều tiền, như vậy cháu sẽ không có phải tỏ ra hiểu chuyện như bây giờ nữa. Vậy sau này, làm lớn, làm lấy chú đi. Không, chú vừa kêu chú nghèo không có tiền mà, cháu không có lấy chú đâu. Chú nghèo, nhưng gia đình chú giàu. Nếu Lam không có chê chú bị tâm thần, thì đợi đến năm cháu 18 tuổi, chú hỏi cưới Lam nghe. Còn chưa kịp trả lời chú An, thì Lam và Hoàng bị ba xông đến lôi cổ về nhà. Hai đứa trẻ hoảng loạn, không kịp nói câu gì, liền đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Có lẽ An sẽ không thể quên được ánh mắt sợ hãi hoảng hốt của cô gái nhỏ lúc đó. Lam nhìn về phía em trai hét lớn. Hoàng, chạy đi em, ba cầm roi mây đánh đòn đó. Ông Tuân cầm cái roi mây đứng ở vườn, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nước sống hai đứa nhỏ. Bà mẹ tụi mày, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tụi mày chán sống rồi đúng không? Ngu, thiệt tình à, ngu đến vậy là cùng rồi đó. Quỳnh Lam không chạy kịp, kết quả bị ba đạp một cái ngã dúi xuống đất. Mặc kệ lời gian xin của cô gái nhỏ, ông ta vẫn xách cổ lôi cô vào trong nhà tẩn cho một trận. Ba Tuân quát lớn, Lam quỳ xuống giọng khẩn khoản cầu xin. Ba ơi, con lại ba, con xin ba, con biết sai rồi. Con chị lớn đầu rồi mà ngu, toàn là xúi dại em trai. Hôm nay tao đánh cho mày chết luôn. Nhà này chỉ cần con trai, không cần có loại dịch trời ăn hại như mày. Ba, rồi mày đánh đau lắm, ba tha cho con xin ba. Biết đánh đau mà vẫn không nghe lời à? Mày coi lời nói của tao như gió bay đúng không? Không ăn cơm lại muốn ăn phân hả? Tao cho mày ăn luôn. Không nằm ngoài dự đoán, Lam bị ăn đòn cho một trận đến thừa sống thiếu chết. Ông Tuân không đánh vào mặt hay vào đầu, chỉ dùng gậy và roi mây đánh vào lưng, mông và chân. Nhìn cái vết thương ngoài da bị rỉ máu, Hoàng chỉ biết trốn vào một góc khóc lóc vì thương chị gái. Ông ta là người trọng nam khinh nữ, mỗi khi nổi điên đều lôi con gái ra đánh. Con trai thì tuyệt nhiên chỉ chửi, không có đụng vào dù là một sợi tóc. Vậy mới thấy, trong suốt những năm tháng qua, Phạm Quỳnh Lam bị chính cha ruột của mình bạo hành, phân biệt đối xử như thế nào. Sau khi đánh con, ông Tuân bực dọc, lái xe máy rời khỏi nhà để đi đến nơi ở của tình nhân. Tối nay, ông ta phạt hai đứa trẻ bằng cách không cho ăn cơm. Kể ra cũng khổ, đến máu mủ ruột già với nhau còn như vậy, huống chi là người dưng. Trời không bao lâu đã tối, màn đêm bao phủ khắp vùng quê nhỏ. Cơn nóng của mùa hạ thổi đến, mang theo những dư vị ngọt ngào khó diễn tả. Tiếng côn trùng kêu ngoài cánh đồng, hòa với tiếng quạt chạy lục cục, tạo ra không khí vô cùng nặng nề. Lam và Hoàng ngồi trên giường đọc truyện, bụng thì đói, phải uống nước cho no. Hoàng phụng phịu tay đung đưa cái quyển truyện trước mặt chị gái. Chị Lam, chị còn đau không? Cô gái nhìn em trai bằng đôi mắt thống khổ. Sau cùng, vẫn tự mình nhẫn nhịn mà an ủi cảm xúc tổn thương của mình. Lam mỉm cười từ tốn nói với em trai. Trời ơi, em không biết chị có một siêu năng lực là không biết đau hả? Em không cần phải lo, chị gái của em mạnh mẽ lắm. Em đói quá chị Lam à. Thôi, cố đợi tới mai, uống nước cho đỡ đói đi. Bây giờ ba cháu hết gạo với lại bắp nổ rồi, chị không có tìm thấy. Ba cứ làm sao đó chị ha. Từ hồi mẹ đi làm ăn xa, ba thay đổi rồi. Mấy nữa mẹ về, em mét mẹ cho mà coi. Thương em, từ chiều tới bây giờ không có gì vào trong bụng. Lam nảy ra một ý định.
Hay là mình ra ngoài vườn đào khoai đem vô nhà luộc đi. Được đâu. Nếu lỡ như ba về ba chửi rồi lại cho ăn đòn đó. Trời ơi, đâu có sợ đâu. Chị bị đánh chứ em có bị đánh đâu mà lo. Thôi, em lo là sợ chị bị đánh đó. Thằng bé này, không sợ. Cứ đi theo chị đi. Dù sao giờ này ba chưa có về nhà, chắc chắn là đi qua đêm rồi. Tuần nào mà không dậy, bây giờ có đi hay không thì nói nè. Đêm dài lắm mộng, nửa đêm đói thay đổi ý kiến, không ai đi đào khoai cho đâu. Nhưng mà em sợ mà. Lam nghe xong chỉ biết bật cười, gõ mạnh vào đầu Hoàng một cái, cô chọc. Cái đồ ngốc này, chị là con gái không sợ thì thôi, em sợ cái gì, đồ nhát gan. Vậy mà hằng ngày đi kể chuyện ma cho mấy người bệnh tâm thần nghe nữa chứ, thiệt tình à. Kệ em, cốc người ta ăn chi vậy? Sau khi nghe chị gái thuyết phục, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Hoàng vẫn đồng ý. Dù sao bây giờ hai đứa vẫn còn trẻ, đang tuổi ăn tuổi lớn, phạt không cho ăn cơm thì làm sao chúng chịu được. Hai chị em lại lục đục ngồi dậy đi tìm cuốc và xẻng để ra ngoài vườn đào khoai. Hoàng xung phong cầm đèn pin đi trước dẫn đường, Lam đi theo sau cầm dụng cụ. Đêm xuống, không khí xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tiếng động. Tiếng di chuyển của côn trùng, tiếng sủa của vài con chó hư đốn, tiếng gió thổi đụng vào các tán cây. Thằng Thành Khỉ là một tên lưu manh, bởi vậy hắn đã sớm tìm thấy một lối đi lẻn vào trại tâm thần. Ở đây, an ninh có phần lỏng lẻo, dễ dàng bị kẻ xấu xâm nhập. Hai bác bảo vệ đảm nhiệm công việc canh gác vào ban đêm cũng ngủ quên ở trong liều canh. Từ đầu đến chân, Thành mặc bộ quần áo toàn màu đen. Việc này giúp cho hắn ta dễ bề di chuyển trong bóng tối. Khẩu trang và mũ lưỡi trai là một thứ thiết yếu để che đi gương mặt. Không có thời gian để chần chừ, Thành rút cái điện thoại gọi cho chị gái. Hắn ta không dám lơ là, mắt láo liếc nhìn xung quanh một cách cẩn thận. Mấy giây sau, đầu dây bên kia nghe máy, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ bị phát hiện. Alo, em đây. Sao rồi, phóng hỏa chưa? Chưa, em vừa mới lẻn được vào trong thôi. Cũng may hôm nay mát trời, hai lão già bảo vệ ngủ rồi. Nhưng cơ hội phóng hỏa đi còn gì, gọi làm chi? Trời tối quá, em chưa có định hình được phòng của thằng An mà chị. Trời ơi, cái trại tâm thần bé như lỗ mũi vậy mà, mày mất nhiều thời gian quá đi. Bà chị cứ làm như dễ ăn lắm gì đó. Nói tổ chản ra kìa kìa, trời còn tối nữa, bao nhiêu phòng, cha ai mà biết được chứ. Không phải ngày trước mày làm trong đó hả? Có mỗi chút việc làm cũng không xong nữa. Vậy mà còn nói điêu nói ngoa, tự tin lắm mà. Trời ơi, thời gian trôi qua, đến con người còn thay đổi, huống chi là trại tâm thần. Chị thiệt là hết nói nổi luôn đó. Thôi được rồi, nếu tìm mãi không có thấy phòng giống như chị miêu tả, thì mày cứ phóng hỏa đại đi. Ở trong đó phòng nào cũng khóa cửa hết trơn à. Nếu cháy cùng một lúc mà không mở khóa kịp, không khéo chết hết. Đúng là hết trò rồi, em cũng lạy chị luôn đó. Mạng người mà chỉ có coi như là con vịt con gà. Một thằng ra tù rào tội như em cũng chưa có dám nghĩ tới vậy đâu. Nói sao thì làm vậy đi, mày đừng có cãi nữa. Có muốn lấy tiền tiêu xài hay không? Thôi được rồi, gì căng gì chị gái, cúp máy đây. Xong việc rồi nhớ gọi lại đó. Ok, nể lắm mới chiều lòng chị đó. Nếu như chị không phải chị gái của em chắc chắn đánh cho chị một trận. Cái loại mất dạy nè, mày còn dám thách thức đòi đánh cả chị mày nữa hả? Đó là em đang thí dụ thôi đó nghe. Mày đừng có nhờn với chị à. Ai mà dám đùa giỡn với bà chị độc ác của em đâu. Chết như trời à. Cầm miệng lại đi, đi làm. Ok ok, em cúp máy đây. Thằng Thành Khỉ cất cái điện thoại vào túi, mắt láo liếc nhìn xung quanh, bước chân chậm chậm, khá cẩn thận. Thấy có nhiều chỗ lắp đặt camera, hắn ta đành tìm các con đường phụ để đi. Trước đây Thành từng làm bảo vệ ở trại tâm thần, bởi vậy đường đi nước bước đều thân thuộc như trở bàn tay.
Lây quay một hồi cuối cùng cũng tìm thấy khu phòng cho các bệnh nhân tâm thần. Sau khi quan sát xung quanh, Thành Khỉ cảm thấy không có an toàn nên vội vàng di chuyển sang khu bếp. Nếu cháy từ vị trí này sẽ không có ai nghi ngờ. Sau này công an có tới điều tra cũng sẽ loại bỏ được một mối lo. Thành tuy ngoài mặt tỏ vẻ nghe theo lời của chị gái, nhưng khi làm một việc gì đó cũng nghĩ tới chuyện chừa cho mình một đường lui. Đổ xăng ra cửa bếp. Ở đây có nhiều đồ đạc làm bằng gỗ nên rất dễ cháy. Thành rút trong túi một hộp diêm, ánh mắt lạnh lùng rút từng que diêm ra quẹt. Chỉ cần đúng một mồi lửa, ánh sáng bùng lên rất mạnh. Ngọn lửa gặp xăng như cá gặp nước, cứ vậy mà bùng lên phừng phừng. Thành Khỉ quay đầu bỏ chạy. Có một lỗ hổng nhỏ ở phía sau hàng rào mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Thành chui đầu, đúng lúc đi ngang qua vườn của nhà dân để trốn thoát thì gặp Lam và Hoàng đang đào khoai. Thấy bóng đen đứng trước mặt, hai chị em tưởng ma hoảng sợ tới độ như tim vừa rớt ra khỏi lồng ngực. Hai cái miệng không hẹn nhau mà đồng loạt hét lớn. Có ma, có ma, cha mẹ ơi, có ma. Thành Khỉ giật mình, sợ bị phát hiện nên nhanh chóng trèo qua tường nhà Lam để tẩu thoát. Thấy bóng đen rời đi, hai chị em mới hoàn hồn, hai tay vẫn cầm cái củ khoai rung rung, nhìn cũng đến tội. Hoàng ngoắc tay chị, vội vàng nói, chị ơi, vào nhà đi, vô nhà đi chị. Ừ, đi thôi. Vừa mới kịp đứng lên, còn chưa đi được nửa bước, hai chị em thấy trại tâm thần bừng sáng trong đêm bởi ngọn lửa lớn. Khoai cầm trên tay cũng vì vậy mà rớt xuống đất. Lam hét lên. Cháy rồi! Trại tâm thần cháy rồi! Em coi kìa! Hai chị em không suy nghĩ quá nhiều, vội vàng đứng cạnh hàng rào hô quán. Có cháy! Có cháy! Trại tâm thần bị cháy rồi! Có ai không? Cả Lam và Hoàng đều hoảng sợ khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt. Nơi đây ít nhà dân nên không gian rất yên tĩnh. Tiếng hét thất thanh của hai chị em cuối cùng cũng làm hai bác bảo vệ thức giấc. Tuổi trẻ bồng bột không có suy nghĩ quá nhiều. Lam và Hoàng thấy lỗ hổng lớn ở hàng rào nên đã chui qua. Những bệnh nhân ở đây đều được hai chị em coi là bạn. Quãng thời gian trôi qua đã từng rất vui vẻ. Nơi đây không khác nào ngôi nhà thứ hai giúp cho Lam và Hoàng vượt qua quãng thời gian hiu quạnh cô đơn khi không có mẹ ở nhà. Phạm Quỳnh Lam trong đầu chỉ nghĩ tới hình bóng của chú An. Nhưng nhiều phòng thế này cô không biết phải đi đâu để tìm. Bảo vệ và bác sĩ trực đêm cùng một số hộ dân thưa thớt xung quanh bắt đầu tập hợp lại để cùng nhau dập lửa. Các phòng của bệnh nhân được bác sĩ mở khóa để họ thoát thân. Mọi thứ bắt đầu rơi vào hỗn loạn, tiếng kêu gào, tiếng gọi, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng các đồ vật bị ngọn lửa cuốn qua mà rớt bể. Lam đưa mắt nhìn cảnh tượng, thực sự không thể thốt nên thành lời. Hoàng thì sợ hãi chỉ biết đứng ở một góc khóc lóc. Nhìn mãi, Lam vẫn chưa thấy hình bóng của chú An xuất hiện. Chú là người bạn thân nhất của cô trong trại tâm thần. Nửa năm làm bạn với nhau, tâm sự, không biết từ lúc nào đã nảy sinh một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời. Chú An! Chú An! Chú đang ở đâu? Đúng lúc, Đặng Trường An chạy ra từ đám lửa, thân thể sớm đã bị thương, mặt mũi đen nhẽm. Lam mỉm cười, vội vàng chạy về phía chú. Chú An! Chú An! Đôi mắt ngấn lệ, mang theo chút tâm trạng xúc động, làm cho Đặng Trường An cảm thấy hơi khó hiểu. Ở đây nguy hiểm, cháu ra ngoài kia đứng đi. Chú ra kia đứng cùng với cháu đi. Không có được, ở trong kia còn rất nhiều bệnh nhân không có chịu đi ra vì sợ lửa. Chú phải vô đó giúp các bác sĩ đưa họ ra ngoài. Nhưng mà chú cũng là bệnh nhân mà, việc cứu người là không có thể. Chú là bệnh nhân, nhưng chú không có bị tâm thần. Chú cần phải cứu sống họ, vì quá khứ chú từng làm bác sĩ mà.
Vậy chú khỏi bệnh rồi hả? Chuyện dài lắm, sau này chú sẽ kể sự thật cho cháu nghe. Lam ngỡ ngàng trong giây phút, không còn thời gian giải thích nhiều. Đặng Trường An vội vàng kéo tay cô đi tới chỗ của Hoàng. Xong xuôi, vội vàng đưa ra lời nhắc nhở. Hai đứa còn nhỏ, đứng yên ở đây nghe không? Đừng có chạy lung tung. Hiện tại tình hình đang rất nguy hiểm. Nghe lời chú dặn đó. Chú An cẩn thận nha. Hai tụi cháu đứng đây đợi chú. Dứt lời, Đặng Trường An quay lưng vội vã chạy ngược vào trong để giải cứu những người đang mắc kẹt. Trại tâm thần có tổng cộng 60 người. Tuy không nhiều, nhưng so với tình hình cấp bách ở hiện tại, việc sơ tán diễn ra rất khó khăn. Lam và Hoàng chỉ biết ôm nhau chờ đợi. Đôi mắt khắc khoải mang nhiều tâm sự chất chứa, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa có chút gì đó hy vọng. Mọi người đến ngày càng đông, tình làng nghĩa xóm, các hộ dân quanh xã được huy động, xe cứu hỏa đang trên đường đi tới, nên mọi thứ rất gấp rút. Không chỉ An mà một vài người nữa cũng dũng cảm, mạo hiểm lao vào đám cháy để cứu những bệnh nhân đang mắc kẹt. Xe cứu hỏa tới nơi, mọi người bắt đầu tản ra để lực lượng cứu hỏa cứu nạn cứu hộ dập đám cháy. Số người bị thương rất nhiều, xe cấp cứu của thị trấn và huyện cũng được điều động. Cái trần nhà sập xuống tạo ra một âm thanh tương đối lớn, làm hoảng sợ, gọi tên chú An trong sự hỗn loạn và ồn ào. Mấy anh phòng cháy chữa cháy bắt đầu di chuyển vào trong để giải cứu những người đang mắc kẹt. Làm thấy vô cùng sốt ruột, không hiểu sao lòng lại nóng như lửa đốt. Cuối cùng, vì quá lo lắng nên bước chân như bị ai đó vẫy gọi, cứ vậy mà lao vào trong đám cháy lớn. Tiếng ai đó hét lên. Cô bé, nguy hiểm lắm! Cháu không có được vô trong đó! Thân hình nhỏ, mảnh khảnh chạy vào trong. Mọi người chạy lại ngăn cản, nhưng không kịp. Lửa cháy phừng phừng, những đồ đạc nằm chồng chất lên nhau tạo ra những vật cản khó có thể di chuyển. Lam đưa đôi mắt nhìn quanh một lượt, vừa tìm kiếm chú An, vừa ho sặc sụa. Nghị lực của con người trong khó khăn thật sự rất đáng khâm phục. Lam biết nguy hiểm, nhưng vẫn lao đầu vào đám cháy, vì trong đây có một người mà cô rất yêu mến. Thấy chú An nằm sấp trên mặt sàn do mất sức, Lam chạy tới, tay không ngừng lay người chú. Cô lấy hết hơi hét lớn. Chú An! Tỉnh lại đi! Chú An! Đặng Trường An bị thanh gỗ rơi vào đầu nên bị mất máu. Cũng may vì tiếng gọi thất thanh của Lam đã giúp cho anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh thều thào đáp lại. Sao cháu lại ở đây? Có biết nguy hiểm lắm không? Chú tỉnh lại rồi, may quá. Chúng ta rời khỏi đây đi, mau. Là Lam vừa mới gọi tên chú, đúng không? Dạ. Lam đỡ chú An đứng lên. Vừa hay gặp anh cứu hỏa giúp đỡ, nên hai người dễ dàng thoát khỏi đám cháy. Lúc ra tới nơi, không may một tấm tôn lớn bị rơi xuống ngay chỗ Lam đứng. Vì để che chắn cho cô gái nhỏ, An đẩy mạnh Lam về phía trước, một mình hứng trọn. Toàn thân của Đặng Trường An bao phủ bởi một màu đỏ. Anh ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ. Giây phút đó, mọi người có mặt ở hiện trường đều khẳng định anh sẽ không qua khỏi. Lam đứng như trời trồng, chết lặng tại chỗ, toàn thân cứng đờ không thể cử động. Ba Tuần nghe hàng xóm báo qua điện thoại về đám cháy nên tức tốc chạy về nhà. Thấy hai đứa con có mặt ở trại tâm thần, nơi ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Ông Tuần tức giận, xách cổ lôi sình sịch hai đứa con. Đi được nửa đường thì Lam lăn ra đất rồi bất tỉnh. Có lẽ cú sốc vừa rồi quá sức chịu đựng đối với cô bé. Đặng Trường An và một số người bị thương nặng được ưu tiên đưa lên xe cấp cứu rời đi trước. Bệnh viện cũng cử đại diện thông báo tình hình hiện tại cho người nhà của các bệnh nhân
đang điều trị ở trại tâm thần này. Hai tuần trôi qua mà cứ ngỡ như hai năm. Thời gian trôi qua khiến mọi thứ dần trôi vào dĩ vãng. Trại tâm thần sau khi trải qua vụ cháy đã bị tổn hại rất nặng nề. Hiện tại vẫn đang đóng cửa chờ kết luận của công an. Số bệnh nhân tâm thần không có bị thương đều đã được chuyển lên trại tâm thần ở huyện để điều trị. Tổn thất về tài sản rất lớn vì hầu hết mọi thứ đã bị thiêu rụi. Tổn thất về người thì may mắn không có thương vong. Tuy nhiên, số người bị phỏng nặng và bị ngộp khí, tổn thương phổi là trên 40 người. Hiện tại được phân bố điều trị ở các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, tùy mức độ nghiêm trọng. Lam và Hoàng bị công an tới nhà lấy lời khai. Theo như lời bác bảo vệ thuật lại, chị em Lam là người phát hiện ra đám cháy và hô hoán mọi người. Hai đứa trẻ ngu ngơ, chỉ biết khai hết sự thật mà mình biết về cái đêm hôm đó. Từ đó đến nay cũng không thấy công an tới gặp nữa. Đặng Trường An bị chấn thương ở vùng đầu, gãy xương bả vai trái và bị phỏng ở lưng. Cấp độ 2. Ở trong đám cháy khá lâu, nên anh cũng bị ngộp khí carbon monoxide. Do hít vào một lượng nhỏ, nên An vẫn giữ được tính mạng. Lúc đưa vào trong bệnh viện cấp cứu, thì hôn mê mất 2 ngày mới tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lấy Chồng Điên, tác giả Nguyễn Phương Linh. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện.